Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series các món nấu quen thuộc với món bún cá nha. Cách nấu đơn giản, chỉ cần lưu ý thêm vài điểm nhỏ, chúng ta sẽ có ngay một nồi bún cá thơm ngon như ý cho gia đình dùng. Nước lèo trong, vị ngọt thanh tự nhiên từ cá, mùi thơm hấp dẫn khác hẳn với nước lèo từ thịt. Đặc biệt khử hoàn toàn mùi tanh, điều phiền toái dễ gặp phải nếu nấu không cẩn thận. Tô bún nóng hổi nè, thơm phức cùng thịt cá, chả cá ngọt đậm đà, ăn lúc trời nóng hay mưa lạnh đều ngon. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu chi tiết để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện nha. Các bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu thơm. Củ hành tím lớn này thì mình dùng khoảng 80g đó. Mình sẽ đem đi nướng nè. Gừng này thì mình sử dụng 15g, mình cũng đi nướng luôn ha các bạn. Chịu khó nướng thì khi nấu, nước lèo sẽ thơm hơn rất là nhiều. Hai củ hành này thì mình sẽ băm nhỏ ra. Và mình băm thêm 3 tép tỏi nữa. Mình dùng một ít gốc hành lá băm nhuyễn ra để chút nữa đó mình ướp vào chả cá. Phần lá hành thì mình cắt nhỏ và nếu có ngò rí thì các bạn thêm vào cho thơm nha. Tiếp tục mình cắt sợi một ít gừng, khoảng chừng 3-4g. Ớt này thì mình cắt lát xéo, người miền Trung hay dùng thêm ớt sa tế, cái này thì tùy thích nha các bạn. Mình cắt chanh ra từng miếng nhỏ như thế này để lát nữa mình ăn kèm nè. Sả thì mình dùng 2 tép, đập dập ra và cắt làm đôi để chút nữa mình dùng đến nha. Mình cứ để các nguyên liệu theo thứ tự như thế này sẽ không bị quên và lúng túng khi chế biến món ăn nha các bạn. Thơm thì mình dùng 1/4 trái lớn nè, khoảng 300g. Cắt thành miếng như thế này. Mùi của thơm sẽ giúp bán đi mùi tanh cá và thêm hương vị cho nước lèo nên không thể thiếu nha các bạn. Cà chua thì các bạn chọn những trái chín đỏ cho món ăn thêm hương vị và màu sắc ha. Mình cắt ra thành múi cao như thế này. Bắp cải thì chúng ta sẽ bào ra, bào cho thiệt là mỏng ăn mới ngon nha. Các bạn nhớ là sử dụng thêm một ít rau thơm như là húng cây, quế, nè, kinh giới, diếp cá. Mình trộn với bắp cải để ăn kèm nha. Hôm nay thì mình chọn cá này để làm bún cá nè. Mình đã rửa với muối và nước trà pha loãng. Các bạn dùng muối và chanh cũng được. Mình rửa kỹ để bán đi mùi tanh ha. Rồi mình rửa là sạch sẽ với nước. Bây giờ thì mình lóc cái phần phi lê ra nè. Cá này ít xương lắm, không có xương hơm nên dễ lóc lắm các bạn. Cá này ở Mỹ thì gọi là tripod. Mình vẫn chưa rõ tên tiếng Việt của nó. Bạn nào biết thì nhớ comment cho mình nha. Cá rất là ít xương và ngọt thịt nên mình hay ăn lắm. Trong clip nấu cháo cá đó mình cũng dùng cá này nè. Bạn nào thích thì tham khảo link bên dưới phần mô tả nha. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng nhiều loại cá khác nhau như là cá ngừ nè, cá thu, cá cam, cá lóc để thay thế cũng ngon lắm. Xong rồi thì phần xương này thì mình để nấu nước lèo. Còn phần phi lê thì mình cắt ra khúc khoảng chừng 3cm như thế này. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị nấu nước lèo đây. Cho nước sôi vào nồi. Trước khi nấu thì mình trụng sơ qua nước sôi để cá không bị tanh và thơm hơn ha. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Cho đầu cá hồi và phần xương cá vừa lóc vào trụng nha. Mình dùng thêm 2 cái đầu cá hồi để nấu lấy nước ngọt. Mình trở qua trở lại khoảng 2 phút rồi mình vớt ra nha. Và mình cho tất cả vào nồi luôn để hầm ha.
Tiếp theo thì mình cho vào nồi 3 lít nước. Nếu nồi lớn hơn thì các bạn cho khoảng 4 đến 5 lít để chút nữa mình khỏi phải chăm nước thêm ha. Cho vào nồi gừng nướng nè, hành tím nướng. Nếu có hành tăm thì các bạn dùng nha. Hành tăm còn gọi là củ nén đó, người miền Trung thường hay dùng lắm. Mình không có thì mình dùng hành tím cũng được nha các bạn. Và 2 tép sả đập dập hầm chung cho thơm nè. Lưu ý là gừng và sả thì các bạn cho lượng nhỏ như thế này để không làm át đi mùi thơm đặc trưng của cá nha. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Xong rồi mình giảm lửa nhỏ vừa để nước sôi riu riu và mình sẽ hầm trong 45 đến 50 phút để xương cá ra hết chất ngọt nha các bạn. Lưu ý nữa là nếu không có đầu cá thì các bạn có thể dùng xương cá và mình bớt lượng nước lại để cho nước lèo mình đủ độ ngọt nha. Trong khi chờ thì mình đi chuẩn bị tiếp nè. Cho cá vào tô và mình ướp luôn ha. Với lượng phi lê khoảng 400 gram này thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê đậu hành lá băm, 1 ít gừng sắc sợi khoảng 3 gram, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu hành phi. Dầu hành sẽ giúp cá bóng và thơm hơn đó các bạn. Và 2 muỗng cà phê rượu nấu ăn. Nếu không có thì các bạn dùng rượu trắng cũng được ha. Trộn đều lên và mình để qua một bên. Để làm chả cá hấp thì mình mua ở đây là cá thắt lát nậu sẵn như thế này. Với 350g cá thắt lát này thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hành phi, 2 muỗng cà phê đậu hành lá băm. Trộn lên. Nếu có thời gian thì các bạn cho vào ngăn đá khoảng 30 phút rồi mình đem ra nhồi, chả nó sẽ dẻo hơn nha. Bây giờ thì mình cho hết vô bịch zip này để nhồi nè. Nếu làm nhiều thì các bạn dùng máy trộn bột để quết cho nhanh ha. Nhồi tay thì nhồi chừng 3 đến 4 phút là dẻo rồi các bạn. Mình cho ra tô nắn thành bánh tròn như thế này. Chỉ cần làm từ cá tươi, chả cá sẽ tự dai mềm mà không cần cho thêm nguyên liệu phụ gia nào khác nha các bạn. Xong rồi mình cho bánh chả cá vô xửng hấp luôn. Phần phi lê cá đã ướp lúc nãy đó, mình cho vô hấp chung luôn. Hấp với lửa vừa nha các bạn. Sau khoảng 10 phút, phi lê cá đã chín rồi thì mình lấy ra trước. Bây giờ mình trở mặt chả cá và mình hấp thêm 5 phút nữa. Rồi chả cá cũng đã chín rồi thì mình lấy ra khỏi xửng luôn nè. Cho vào chảo một ít dầu. Phần chả chiên này thì mình mua loại chiên sẵn cho tiện. Mình chiên sơ lại cho nóng thôi ha. Cho vào chảo một ít dầu, cho hành tím nè, tỏi băm, mỗi thứ một muỗng cà phê. Phi lên cho thơm. Và mình cho hết phần thơm. Rồi đến cà chua vào mình xào lên. Nêm vào một muỗng cà phê bột nêm và một muỗng cà phê đường, xào đều rồi tắt bếp. Bước xào này đó giúp nước lèo thơm hơn và cà chua ra màu đỏ đẹp đó các bạn. Quay lại nồi nước lèo thì mình vớt bỏ tất cả phần xương ra. Còn lại nước này thì các bạn dùng rây để lược lại cho nước lèo được trong hơn nha. Cho thêm nước sôi vào để lượng nước đủ 4 lít nha các bạn. Mình sẽ đong gia vị nêm nước lèo gồm có nè: 15 gram muối tương đương với 1 muỗng canh, 30 gram bột nêm tương đương với 2 muỗng canh rưỡi, 50 gram đường phèn tương đương với 2 muỗng canh rưỡi, 8 gram bột ngọt tương đương với nửa muỗng canh, 20 gram nước mắm tương đương với 1 muỗng canh rưỡi và 1 muỗng canh dầu màu điều để nước lèo có thêm màu sắc nha. Màu thì tùy thích nha các bạn.
Và mình cho hết phần gia vị này vào nồi nước lèo, khuấy đều lên cho gia vị tan, rồi mình thử lại. Mình cảm thấy rất vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên thì các bạn có thể điều chỉnh một chút để phù hợp với khẩu vị riêng của gia đình mình ha. Cuối cùng thì các bạn cho hết phần thơm và cà chua đã xào lúc nãy. Và mình để lửa sôi riu riu để cà không bị chín nhừ nha. Cắt chả thành từng miếng vừa ăn như thế này. Chả rất là dẻ, nhìn ngon chưa nè. Chả cá chiên mình cũng cắt giống như vậy luôn ha. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ mình cho ra tô trang trí và dùng thôi. Cho bún vào tô, xếp vào chả cá nè, và vài miếng chả cá hấp, chả chiên, rắc hành lá cho thơm. Chan nước lèo đang sôi vào, thêm thơm và cà chua nữa. Cho thêm hành phi, ớt và một ít tiêu nữa nè. Bún cá được ăn cùng với nước mắm mặn, thêm ớt. Bạn nào thích tỏi thì cho thêm vào ha. Người miền Trung thường chấm với ớt sa tế. Rau ăn kèm hôm nay mình dùng bắp cải, giá và một ít rau thơm nha. Các bạn có thể sử dụng thêm rau muống bào, bắp chuối bào, tùy thích nha các bạn. Mình thử nước lèo trước nè. Nước lèo rất trong, có mùi thơm tự nhiên từ cá, không nhầm lẫn với nước lèo nấu từ xương. Vị ngọt thanh, nhẹ nhàng, không hề bị lấn áp bởi các gia vị. Cá được hấp nên giữ được độ ngọt thịt, mềm nhưng không bị rã. Chả cá hấp cũng như là chả chiên đều mềm nhưng dai và rất thơm. Khi ăn chấm thêm nước mắm ớt cho đậm đà nè. Bún ăn kèm với bắp cải, giá, giòn giòn, vài cọng rau thơm nữa hấp dẫn lắm đó các bạn ơi. Chúc các bạn nấu nồi bún cá thật ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần này nha. Nếu thích, nhớ like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và bấm đăng ký để xem những video mới nhất của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem những công thức dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.